Xin chào quý vị và các bạn. Trước khi đấu nhạc để phát đôi loa này, cửa hàng quay tổng thể giới thiệu anh em trước. Đây là một đôi loa pop của Mỹ, một hãng âm thanh rất nổi tiếng về loa cây. Gần như là cái hãng này là nổi tiếng nhất về loa cây của Mỹ. Hãng này vẫn tồn tại đến ngày hôm nay anh em nhé. Hãng này có chất âm đỉnh luôn về loa cây. Loa này có cấu tạo là gồm hai loa bass và một loa chép. Nhưng cái bass phía trên nó sẽ phụ trách lời, và bass phía dưới sẽ âm bass thấp. Có nghĩa cái bass này nó sẽ thiên về lời, cả lời. Chiều cao của đôi loa này là vừa zin 90cm anh em ạ. Đó. Chiều ngang là 20. Loa cây mà, nó nhỏ thôi. Bề sâu là gần 30. Gần 30cm. Đó là kích thước. Anh em hãy nhìn kỹ rồi sau đó cửa hàng sẽ đấu âm ly và ghép thành một bộ xem nó thế nào. Hãng này thì cửa hàng đã bán khá nhiều, và cái mẫu kiểu dạng như thế này đã bán cũng 4-5 đôi rồi. Ngày xưa thì bán vài đôi, nó chỉ có một bát một chép. Cái dòng loa cây của hãng này thì nó kiểu nó nhìn nó na ná như vậy. Đây là nắp tre căng anh em nhá. Nắp tre căng đầy đủ. Mặt tiền nó thiết kế khá bắt mắt. Anh em mà là thích sự nhỏ gọn, xinh xắn thì đây cũng là một sự lựa chọn rất là hợp lý. Đây, quay mặt sau để cho anh em. Loa Mỹ nha, Mỹ zin, Mỹ xịn, hãng này sản xuất tại Mỹ luôn. Đây là mặt sau, đây là mặt cạnh anh em nha. Đây cho anh em mà xem thông tin này. Pop 8 ohm, công suất tối đa là 200W, nhưng nó ghi như vậy thôi. Làm gì có loa nào 200W, loa nghe nhạc gia đình làm gì có 200W. Các dòng loa cây thì nó thường làm cầu bát, cầu chép riêng, nhưng khi sử dụng thì mình sẽ đấu lối vào như vậy. Thông tin của loa anh em nhé. Nó màu đen nên nó bám bụi vào lâu, nó cứ bám lại lên. Lâu một lần chưa sạch đâu. Đây mặt sau của đôi loa này, của cái này. Đôi loa này cửa hàng bán giá 7.500.000 đồng, nhưng sẽ để giá 7.000.000 đồng cho anh em chơi. Anh em chơi Tết luôn. Loa có thiết kế đẹp. Sau đây cửa hàng sẽ ghép vào một mẫu ly đề nông anh em nhé.